Vào. Ừ. Đây có không ạ? Ừ. Đảo đều cái rau. Ăn hồng thức miệng. Mạnh ơi. Làm cháu nấu sáng tí ăn gì à? Nấu ăn sáng. Sinh sáng.
Cháo xong rồi ra ăn thôi. Anh bo cho bố. Anh bo đang ngủ. Thế thì phần anh ấy. Ừ, phần ăn đi. Phần anh ăn. Rồi ăn đi. Ông ăn đi ông. Mời bố mẹ ông ăn. Ừ, phần ăn đi. Mời ông với cháu nhé. Ừ, ông ăn nhiều vào. Ừ. Ngon thật. Đây có cả táo đỏ này. Ừ ông ạ. Ừ. Đảo đều cái rau này lên ăn nó ngon này. Ngon nhỉ. Cháu đó. Nấu ngon đấy. Lâu lắm rồi được ăn bát cháo của nó. Đủ gia vị nhỉ ông nhỉ. Đủ các gia vị. Vâng. Ông ăn không? Tí ông múc thêm nhá. Ừ. Dạ. Ông biết ông thích ăn cháo mà. Ông thích ăn cháo lắm. Tập thể dục vậy. Hôm nay con hái hồng mình đi để sấy không ạ? Ừ. Để mình bảo quản khô ăn được lâu. Đấy để bảo quản đi. Vâng. Sấy nó để ăn lâu. Mình cứ để vậy nó rụng hết, nó khô phí. Bao nhiêu công trồng đúng không nhỉ? Đấy lúc mình thu hoạch đó. Cái hồng này một năm mới được lần trồng. Tuông chó cho tuông ra. Ăn thức miệng, ăn hồng thức miệng, ăn dưa thức miệng đi. Bố ăn hoa quả này. Ừ. Đây em. Bố này. Ông cháu ăn đi.
mất một đi.
Thank you.
cái bự bếp cũng ngon mày ơi. Em bự bếp à. Tranh thủ rồi, tranh thủ dữ không?
Thank you.